vinh quang và phúc lợi xã hội của các phi công thập niên 60 đã mang lại sự thay đổi như thế nào cho tứ hợp viện nho nhỏ này. Làm một phi công công huân, đột nhiên đến nhà có cuộc sống con dâu nuôi từ nhỏ, sẽ phát sinh chuyện xưa như thế nào? Chương 1 Danh tiếng truyền xa ô tô binh, đánh rớt một trận máy bay địch. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Lập kỳ công, lập đại công, Lập hạng nhất công, ngũ đại năng lực nơi Tây, thiên hạ ta có. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Vật giá bây giờ tình huống, cùng mệt mỏi điểu đã về tổ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Tình huống công tác, cùng với nhà tình huống. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Tân tân khổ khổ con dâu nuôi từ bé Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Trong công tác tình huống, cho họ lý lãnh đạo lái xe Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Cực phẩm thay đổi bất ngờ gà, chính là lớn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Cuộc sống tốt đẹp giống đang hướng hắn vẫy tay. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Hướng ngũ đức, mâu thuẫn khởi nguyên. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Ngốc trụ đánh nhau dẫn xuất lưu sắc mai bị lấn bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test